Hội chợ làng nghề lần thứ 20 năm 2024 vừa được tổ chức là sự kiện thường niên của ngành nông nghiệp nhằm quảng bá tuyên dương các làng nghề, phố nghề truyền thống, các nghệ nhân thợ giỏi có các sản phẩm tiêu biểu, giới thiệu các mô hình, phố nghề độc đáo của các làng nghề cả nước. Hội chợ lần này có quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn của gần 100 đơn vị doanh nghiệp cả nước tham gia, với trên 1.000 m2 được thiết kế trưng bày, trang trí đặc biệt đã kết nối tiêu thụ các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và kết nối các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Thông qua nhiều hoạt động phong phú tại hội chợ như diễn đàn thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP qua các sàn thương mại điện tử, trình diễn thao tác tay nghề của các làng nghề tiêu biểu Việt Nam, tổ chức cho đoàn nghệ nhân, thợ thủ công tham quan, giao lưu học tập đã mang lại ý nghĩa tốt đẹp, góp phần nâng cao hình ảnh và sức cạnh tranh của sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên thị trường trong và ngoài nước. Cái điểm nổi bật của hội chợ lần này thì chúng ta thấy được rằng là với những thành công của kinh nghiệm trước đây thì năm nay chúng tôi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội và Văn phòng Nông thôn Hà Nội để tổ chức cái cuộc thi về các cái sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội. Chúng ta cũng biết là hiện nay trên cả nước thì có 5.000 làng nghề và làng có nghề, trong số đó thì hơn 2.000 làng nghề được chính thức công nhận đạt chuẩn làng nghề truyền thống. Và đặc biệt là thủ đô Hà Nội thì có trên 50% tổng số làng nghề của cả nước. Thế và trong cái chương trình hội chợ làng nghề lần thứ 20 này thì chúng tôi cũng tiếp nối những cái kinh nghiệm đã triển khai những năm trước đây, sẽ tiếp tục tổ chức những phiên live stream, mời các cái nhà bán hàng cũng như là các cái bạn có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, các KOL, KOC để giới thiệu về các làng nghề truyền thống của thủ đô Hà Nội cũng như là của 31 địa phương khác trên cả nước. Cũng nhân dịp này, ban tổ chức đã tôn vinh và trao tặng 61 giải thưởng cho các tác phẩm dự thi sản phẩm làng nghề Hà Nội năm 2024. Đây là những tác phẩm thủ công mỹ nghệ có tính sáng tạo, tiêu biểu, tinh hoa, thẩm mỹ, mang giá trị truyền thống, có tính thương mại, được xét chọn từ 287 tác phẩm mang đậm nét truyền thống, truyền tải và thể hiện được nét văn hóa riêng của Hà Nội.